Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Xe Máy Thành Tâm. Thì hôm nay trong video này, Thành sẽ làm video báo giá hai con xe mà khá nhiều bạn trẻ quan tâm. Đó là con xe Raider ha và con xe Sachia nha các bạn. Thì mình sẽ review sơ sơ cũng như là sẽ quay chi tiết tình trạng xe rồi cũng như là so sánh cái điểm mà khác biệt giữa thằng Raider đó và thằng Sachia cho các bạn xem nó khác biệt ở điểm nào để cho các bạn dễ dàng phân biệt ha, rồi cũng như là giá cả cao thấp như thế nào đó. Thì mình sẽ bên trong video này mình sẽ làm những nội dung đó. Thì trước mắt các bạn có thể thấy bên tay tay phải của Thành ha là con Sachia nha các bạn đó. Thì bên tay trái của các bạn đây là con Raider. Thì thoạt nhìn về ngoại hình đó, các bạn có thể thấy hai con này ngoại hình là giống hệt như nhau nha các bạn. Ngoại hình giống hệt như nhau, nó cũng không có khác gì hết đó. Thì nó có chỉ một hai điểm nó khác biệt nhỏ thôi, thì một chút xíu mình sẽ chỉ cho các bạn hai cái điểm mà mình có thể là phân biệt được con Raider và Sachia nha. Thì bây giờ trước mắt mình sẽ đi vào dạo một vòng đi, mình sẽ đi dạo một vòng về ngoại hình của hai con xe này đó. Thì trước mắt đây là con Sachia nha các bạn. Sachia, con này Sachia 2018, đây là biên bản màu đen tem đỏ, mâm đỏ nguyên con đen, mâm đỏ. Mâm này là mâm chữ Y truyền thống đó giờ của dòng Sachia và Raider nha các bạn. Heo dầu đó, ốc tán thì con này ốc tán cũng còn khá là sáng, phuộc đầu đèn đặc trưng của Suzuki đó, nhất là dòng Raider. Thì cái dòng đời cũ thì còn sử dụng bóng halogen, nhưng mà đời mới thì bắt đầu đã sử dụng bóng đèn led này nha các bạn, đèn led. Rồi con này ốc đô là 12.300 cây đó ha. Con này là 12.300 km. Thì đây là dòng Innerbor nên cái ghi đông nó thì như vậy nha, đặc trưng rồi ha các bạn. Rồi thì con này là cái mâm vàng nha các bạn. Đó, tem Sachia. Tem này là tem có dạ quang nha các bạn. Đó, khi mà ánh đèn dội vào chắc mình nghĩ các bạn có thể thấy dạ quang của nó. Rồi đây lốc này được sơn màu vàng. Ha, cái con cái biên bản 150 màu đỏ này thì được sơn cái lốc màu vàng nè. Đó, cái này có để thể hiện thông số gì 1.300 ml này chắc nhớ quá các bạn. Nhớ 1.3 ml quá. Rồi. Phía sau xe này thì còn cũng đẹp, nhưng mà cho mình để nó đóng bụi á các bạn, để lâu nên nó bị đóng bụi, nó bị dơ thôi. Đó, mâm chữ Y phía sau vẫn là màu đỏ. Thì cái mâm theo mình thấy thì cái mâm màu đỏ thì rất là đẹp nha. Mình thì phái mâm đỏ với mâm, ví dụ như các bạn muốn chơi nổi thì mâm chơi màu xanh của thằng Dạ Quang lên đó. Đó, mấy màu đó rất là nổi, đẹp. Đèn sau. Đó. Rồi con này là 2018 nha các bạn. Rồi mình sẽ qua con Raider bên đây. Con Raider này thì không còn gì để nói luôn nha các bạn. Con này nó cực kỳ đẹp luôn. Cái gì cũng đẹp hết trơn á. Cái đầu cũng đẹp mà cái đít cũng đẹp nữa. Cái đít bự hết biết không? Đít đã nè. Cái đít này nhìn là muốn bóp rồi. Thấy không? 33456. Cái đít này nhìn là muốn tán liền con gái. Rồi con này là 2019 nha các bạn. Raider này là 2019. Xe này thì đẹp khỏi nói rồi. Xe này đi có 2.000 cây nha các bạn. Xe này đi 2.000 km thôi. Như là một con xe mới nha. À, ốc cốt sao chưa mở nè, các bạn có thể thấy độ sáng nó không, như là xe mới, cốt sao chưa mở đó. Thì những con ốc ở đây mình đi dài luôn một mé bên hông đây đó, các bạn có thể thấy những cái chỗ mà mấy cái chi tiết mấy con ốc này nè, nó còn màu vàng hết trơn luôn ha, màu vàng của hãng sơn chính hãng luôn. Những con ốc này còn rất là đẹp luôn. Lốc này thì không có vết chày luôn nè. Lốc này thì con Raider thì được sơn là màu đen ha, màu đen đó, không có chày xước nha các bạn. Cái này là biên bản đen nhám nè, các bạn có thể thấy là nước sơn là đen nhám phối với cái tem, một cái tem màu đỏ ở đây đó. Xe này rất là đẹp. Đây ghi đông đó, các bạn nhìn vào đây thì có vẻ biết được con xe này nó còn đẹp như thế nào. Hai con ốc ghi đông còn sáng giới luôn, còn nước sơn màu vàng của hãng nè, nó cụm công tắc như là xe mới. Con xe này đi có 2.000 cây, 2019 đi 2.000 km nha, như mới nha các bạn. Đó, 2.065 km như là xe mới. Xe này nói chung là mới đó.
Rồi thì bây giờ mình giới thiệu sơ sơ rồi ha, mình giới thiệu sơ sơ về hai con xe này rồi, tổng quan chi tiết. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ ra hai cái điểm mà các bạn có thể phân biệt vài điểm ha, vài điểm. Mình biết cái điểm nào mình chỉ điểm đó nha các bạn. Đó, mình biết cái nào chỉ đó thôi nha, chứ không phải mình không có gành lắm nha, không phải là chuyên gia nha. Nên là có những cái cũng có sai sót. Thì bây giờ mình sẽ thấy được có những cái điểm khác biệt gì đó mình sẽ chỉ cho các bạn nè, giữa hai con xe này để mình so sánh luôn. Thứ nhất, cụm đèn. Đối với thằng Raider thì được lắp ráp trong nước. Đó thì được thằng hãng Suzuki sử dụng đèn xi nhan là cụm đèn rời ha, cụm đèn rời ở phía dưới đây. Cụm đèn rời và nó tích hợp, nó không có tích hợp chung cái đây mà nó đem cụm xi nhan đem xuống dưới này. Thì nhìn nó hơi cần càng, không có thẩm mỹ cho lắm, nó không có đẹp. Còn đối với Sachia thì Suzuki tích hợp vào đây. Đó. Đó, thị trường, hai thị trường khác nhau thì nên là hai cái sản phẩm này nó có chút khác biệt nha các bạn. Raider thì thị trường Việt Nam, Sachia thì thị trường Indo. Đó thì xe nhập thì nó các bạn có thể thấy cái bóng màu vàng vàng không? Đó, tích hợp vào. Đó, tích hợp vào. Tích hợp vào nên là cái đèn xi nhan nó nằm ở đây luôn. Còn Raider á, ở đây nó cũng có cái chá nha các bạn, cũng có cái chá luôn, nhưng mà không có bóng đèn, mà bóng đèn xi nhan nó nằm ở dưới. Đó, đó là một cái điểm phân biệt thứ nhất. Rồi đến cái điểm phân biệt thứ hai là cái gì? Nói gì ta, quên mất tiêu rồi. Là đuôi dè nha các bạn. Cái điểm phân biệt thứ hai là cái đuôi dè. Thì các bạn có thể thấy cái dòng Sachia. Sachia thì cái đuôi nó sẽ là cái đuôi dè nó như thế này. Nó sẽ tích hợp, nó cũng cái đuôi đèn sau á, là cái đèn xi nhan nó cũng tích hợp vô đây luôn. Đó, các bạn có thể thấy không? Tích hợp vô luôn. Còn đối với Raider thì nó sẽ cũng sử dụng một cụm đèn rời ra giống như là cái đầu trước. Thì cái đuôi dè các bạn có thể thấy nè, nó có sự khác biệt. Cái thằng nhập khẩu nó ngắn hơn. Đó, còn cái thằng đối với Raider á, thị trường trong nước thì nó dài ha. Cái đuôi này nó gần một gang mấy luôn nha các bạn. Còn cái đuôi của con Sachia thì nó chưa tới một gang, ngắn hơn các bạn, cái chiều dài của nó ngắn hơn. Thì cái cụm này nó dài hơn nè. Rồi thêm á, ảnh kết hợp thêm cái cụm đèn xi nhan lòi ra, nhìn nó khá là kịch cọm mà không có thẩm mỹ cho lắm ha. Thì rất là nhiều bạn trẻ không có thích điều này, thì họ có những bạn á là khi mà mua con Raider thì ví dụ như mua hãng cái xe mới á, thì sẽ nhờ hãng là lắp luôn một cái bộ giống như là cái con Sachia kia nha các bạn. Đó, lắp một bộ đèn là có xi nhan tích hợp vào đèn hậu luôn. Đó thì lắp một bộ này với hai cái dè luôn thì đâu đó hình như 2-3 triệu gì đó nghe các bạn, 2 hoặc 3 triệu gì đó, thì lắp nguyên một bộ đèn giống y chang như Sachia đó, bộ đèn và cái đuôi dè luôn. Đó thì các bạn nào thích thì để, còn không thích thì thay. Đó thì tốn tiền một xíu. Rồi một cái điểm phân biệt thứ ba nữa, có sự khác biệt nữa nè, là cái cụm đèn công tắc của cái đèn. Thì đối với Raider, con Raider thị trường trong nước á, thì nó Raider có Suzuki có thiết kế một cái cụm đèn để mở công tắc đèn chiếu sáng nha các bạn. Đó thì chúng ta có thể tắt mở cụm đèn chiếu sáng, ví dụ như mình để máy lên chúng ta có thể tắt mở được. Đó các bạn có thể thấy không, mở lên tắt đi, có thể tắt mở được đèn chiếu sáng đối với dòng Raider. Nhưng mà đối với dòng Sachia Suzuki của thằng Indo nó không là đã không có tích hợp cái công tắc để mà có thể là tắt mở cái đèn chiếu sáng được nha các bạn. Mặc định mở lên là cháy, mở đèn lên là cháy, đề máy lên là cháy đèn, đề máy là cháy đèn, chỉ có pha thôi, không tắt được đèn nha các bạn. Đó thì cái đó là ba cái điểm mà về tổng quan ha, tổng quan về ngoại hình chúng ta có thể nhìn thấy được. Rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một cái số thông số cơ bản của những con xe này. Thì về cơ bản á, thì hai con xe này nó tương đương giống nhau nha. Về thông số thì nó giống nhau, ví dụ như bình xăng nó phải 4 phải mấy lít gì đó. Đó, bình xăng nó khoảng 4,2 lít. Đó, bình xăng là 4,2 lít rồi mã lực á, là hai con là giống nhau là đều 18,42 mã lực. Đó, nó cũng giống như nhau. Rồi chiều cao cơ sở yên là 7 tấc 6 ha, khoảng 7 tấc 6 các bạn. Khoảng 7 tấc 6 thì nói chung là nữ mà cỡ 1m5 mấy 1m6 ngồi vô tư. Đó, thấy không? Ngồi là vô tư. Thì nó nặng chiều cao thì chiều cao nó rồi, cân nặng là 100 nó là cân nặng 109 kg nha các bạn.
hai con này cân nặng giống giống như nhau, em xem 149 kg. Đó thì có một số bạn á, thì có một số thông tin thì nói là cái con Sachi nó mạnh hơn Raider, thì có một số người thì nói nó ngang ngang, thì mình cũng không biết luôn, mình phải chuyên gia mình không có biết nha, nhưng mà theo mình tìm hiểu á, với mình có chạy thử nha, mình có trải nghiệm, mình có chạy thử luôn, thì mình cảm giác như là con Sachi nó mạnh hơn nha các bạn. Thì giống như là do sản xuất đó, do sản xuất cũng là cùng là Suzuki sản xuất, về tổng quan thì nó cũng giống giống nhau, nhưng mà giống như là con Sachi á, thì do thị trường Indo nên nó sử dụng cái con ECU nó khác hay sao các bạn. Đó thì cái con ECU này mình nghĩ là nó do nó mở một tua hơn được một chút xíu hay sao, mình cảm giác chạy nó mạnh hơn là con Raider đó. Nhưng mà mình cũng nghiên cứu thì nhiều cái diễn đàn nói thì cũng xem như nhau, có diễn đàn nói nó mạnh hơn chút xíu vậy đó. Đó thì nhưng mà về quan điểm cá nhân của mình chạy thử nha, mình cảm nhận thử á, thì con Sachi nó mạnh hơn một chút xíu về tốc độ tối đa. Ví dụ như tốc độ tối đa thì con Raider này thì được 140 nè, mắc biết 140, Sachi thì mắc biết 145 nha các bạn. Đó rồi xong hết rồi, review sơ sơ chi tiết tình trạng xong rồi, giờ tiếp tục vào tiếp phần báo giá ha. Thì đối với con Raider này á, thì nếu như con xe này không có biển số đẹp, biển số bình thường thì bên mình bán khoảng tầm 37-38 triệu thôi nha các bạn. Thì con này do có biển số là biển số sảnh cực kỳ VIP luôn, 33456 biển số rất là đẹp. Thì con này mình bán thêm cái biển số nữa, nó có biển số không đó nữa, thì mình bán con này là 48 triệu ha. Rồi Sachi con này là Raider 2019, xe đi 2000 km, giá là 48 triệu, bao gồm biển số luôn nha, bao gồm biển số sảnh 343456. Còn đối với con Sachi này thì bên mình bán với giá chỉ cũng 48 triệu luôn ha, 48 triệu là 2018 nha các bạn. Rồi thì video này mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Đó thì các bạn nhớ like, share, subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh mình để được xem nhiều video hơn nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn.